Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh Nhà Đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha. Hôm nay em về ấp Mỹ Hòa, xã Sông Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà có tổng diện tích là 131,1 m². Trước tiên thì em xin giới thiệu về con đường đi cho anh chị và cô chú nắm thông tin rõ hơn. Anh chị rẽ phải là di chuyển vào đường huyện lộ 35 khoảng là 2,5 km. Và cũng trên con đường huyện lộ 35 anh chị rẽ phải là di chuyển về ủy ban xã Long Hưng. Anh chị rẽ trái là di chuyển về trung tâm hành chính của xã Vĩnh Kim khoảng là 3 km. Và con đường này cũng liên thông ra đường tỉnh lộ 876 khoảng là 200 m. Ở đây thì có điện nước, wifi có đầy đủ, khu dân cư, nhà cửa rất là đông đúc, rất là thích hợp cho anh chị mua để ở hoặc là buôn bán kinh doanh nha. Và ở đây thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Vĩnh Kim, trường học, ủy ban, ngân hàng. Anh chị cách khoảng là 2 km thôi nha. Con đường này thì lầu nhựa khoảng là 5 m nha anh chị. Ô tô khoảng 4 chỗ, 16 chỗ là anh chị di chuyển thoải mái luôn nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 6 m và có chiều dài là 25. Trên căn nhà thì có một phòng khách, một không gian nhà bếp và 4 phòng ngủ và 3 toilet nha anh chị. Xung quanh đất thì gia chủ có làm cổng rào rất là kiên cố luôn nha anh chị. Phía trước sân thì gia chủ cũng đã lót gạch rồi. Để em di chuyển vào bên trong, em quay cho anh chị và cô chú tham quan luôn nha. Và những đồ trang trí nội thất thì gia chủ sẽ lấy đi nha anh chị. Không gian ở phía trước nè anh chị, nhìn rất là thoáng mát luôn. Gia chủ mình có 2 cây mai, rất là đẹp luôn nha anh chị. Căn nhà này thì gia chủ chỉ mới cất thôi, khoảng là vài tháng thôi nha anh chị. Do gia chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cũng cần bán gấp nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 2 tỷ. Nếu anh chị có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên Nhà Đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem căn nhà này và anh chị gặp chính chủ, anh chị trao đổi nha. Lúc ban đầu thì em có trao đổi với chính chủ, gia chủ nói là 2 tỷ là giá chốt nha anh chị. Để em di chuyển vào bên trong, em quay tổng quan căn nhà cho anh chị và cô chú tham quan luôn nha. Dưới nền thì gia chủ lót gạch hết luôn nha anh chị. Trên tường thì gia chủ cũng đã lót gạch và trên trần thì gia chủ đang đóng thạch cao. Căn nhà và thửa đất đang quay về hướng đông. Anh chị có hợp phong thủy hướng đông thì anh chị có thể lựa chọn căn nhà này để ở. Em thấy thì cũng rất là phù hợp luôn. Ở đây thì khu dân cư, nhà cửa ở rất là đông nha anh chị. Buổi chiều thì anh chị có thể buôn bán nhỏ lẻ như là ăn uống nè, buôn bán tạp hóa cũng được ha. Để em tiến sâu vào căn nhà bên trong, em quay thật là cụ thể chi tiết căn nhà cho anh chị và cô chú ở xa nắm thông tin thật là rõ hơn, để anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian nha. Ở đây là gia chủ đang làm một cái khuôn viên để nuôi cá đó anh chị. Ở phần trước thì một cái không gian phòng khách và kế bên hông nữa thì một cái nhà bếp nấu ăn và phía sau là 2 phòng ngủ nha anh chị. Gia chủ thì đã vô điện nước, wifi có sẵn, về thì anh chị ở luôn cũng không tốn chi phí để tu bổ lại thêm. Trên trần thì gia chủ đóng thạch cao nha anh chị, rất là đẹp luôn ha. Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới, bên Nhà Đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ giải đáp thắc mắc để anh chị nắm thông tin rõ hơn, hoặc anh chị kết bạn Zalo Nhà Đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin cho anh chị và cô chú nắm chính xác hơn nha. Căn nhà và thửa đất thuộc cây lâu năm nha anh chị, chưa có thổ cư.
Nếu anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú để lên thổ cư. Còn đây là không gian nhà bếp nha anh chị. Những đồ trang trí nội thất thì gia chủ sẽ lấy đi nha. Dưới nền thì gia chủ đã lót gạch hết luôn, hoàn tất luôn nha anh chị. Và tường thì khoảng là 1m2. Để em di chuyển vào phòng đầu tiên cho anh chị và cô chú tham khảo luôn. Phòng đầu tiên thì có một cái nhà vệ sinh ở trong đây luôn. Một cái không gian rất là rộng rãi và thoáng mát luôn nha anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 2 tỷ. Giá này gia chủ nói là giá chốt, không thương lượng. Để em di chuyển qua phòng thứ hai cho anh chị và cô chú tham khảo luôn. Em quay từng chi tiết cụ thể cho anh chị mình nắm luôn nha. Em cũng mong cô chú và anh chị xem hết video để anh chị mình nắm thông tin thật là chính xác hơn nha. Ở đây là phòng ngủ thứ hai nha anh chị. Căn nhà này thì có 3 phòng vệ sinh. Phòng đầu tiên thì có một phòng vệ sinh, còn các phòng kế bên là có phòng vệ sinh nữa nha anh chị. Để em mở cửa ra cho anh chị tham quan luôn. Ở đây là phòng vệ sinh nữa nha anh chị, là 2 phòng. Để em di chuyển lên phía trên cho anh chị và cô chú tham quan không khí bên trên ha. Bên trên thì gia chủ có làm một cái cầu thang một lầu nha anh chị. Rất là đẹp luôn. Gia chủ thì ở khoảng là vài tháng thôi. Do gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cũng cần bán gấp nha anh chị. Nếu anh chị thấy phù hợp thì anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú xem căn nhà này, và anh chị gặp chính chủ, anh chị trao đổi coi chính chủ có bớt tí lộc nào hay không do anh chị nha. Thì lúc ban đầu em có trao đổi rồi, chính chủ thì nói là không bớt nha anh chị, chỉ thương lượng giấy tờ thôi. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú nắm lại một lần nữa nha. Hôm nay em về ấp Mỹ Hòa, xã Sông Thần, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà có tổng diện tích là 131,1 m², ngang là 6 m và có chiều dài là 25. Trên thửa đất và căn nhà thuộc cây lâu năm, chưa có thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú để lên thổ cư nha. Căn nhà này thì có một phòng khách, 4 phòng ngủ và một không gian phòng bếp và 3 phòng vệ sinh. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 2 tỷ. Giá này là giá chốt nha anh chị, không thương lượng. Trên trần thì gia chủ đã đóng thạch cao, dưới nền thì gia chủ đã lót gạch hoàn tất luôn. Do chính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cũng cần bán gấp. Nếu anh chị thấy phù hợp thì anh chị có thể mua hoặc là anh chị xem tham khảo nha. Và ở đây thì gia chủ có vô điện, nước, wifi có đầy đủ luôn. Và những đồ trang trí nội thất thì gia chủ sẽ lấy đi nha anh chị. Về thì anh chị có thể mua đồ trang trí lại thêm. Nhà thì đã hoàn tất rồi. Về thì anh chị cũng không cần sửa đâu. Căn nhà mình rất là đẹp luôn. Đây là căn phòng thứ 3 nha anh chị. Mỗi bên hông thì đều thiết kế một cánh cửa sổ bên ngoài để anh chị lấy ánh sáng ha. Trên trần thì gia chủ cũng đóng thạch cao luôn nha anh chị. Và đây thì anh chị cách chợ Vĩnh Kim, trường học, ủy ban, ngân hàng khoảng là 2 km đổ lại thôi nha. Trên trần thì gia chủ đóng thạch cao hết luôn nha anh chị. Dưới nền thì cũng đã lót gạch hết rồi. Và trên tường thì cũng lót khoảng là 1m2. Đây là phòng thứ tư nha anh chị. Bên hông thì cũng thiết kế cánh cửa sổ bên ngoài. Và trên trần cũng đóng thạch cao luôn. Căn nhà mình còn rất là mới và rất là đẹp luôn.
vị trí nằm ngay đường nhựa khoảng là 5 mét. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 16 chỗ là anh chị di chuyển rất là thoải mái luôn nha. Còn đây là không gian ở phía sau, anh chị có thể phơi đồ ở đây nha anh chị. Phía sau thì gia chủ có làm một cái không gian để lấy ánh sáng từ bên ngoài vào nè anh chị. Còn ở đây là một nhà vệ sinh nữa nha. Rất là rộng rãi và thoáng mát luôn nha anh chị. Về thì anh chị mình ở luôn, cũng không tốn chi phí để anh chị tu bổ lại thêm ha. Cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha.